Châu Thanh Phường Hằng đặc biệt. Từ hơn một năm nay, qua ba chương trình Đôi Sơn Ca, Châu Thanh Phường Hằng đã khẳng định chỗ đứng của mình trong khu vườn nghệ thuật dần bốn mùa xuân với nhiều kỳ hoa dị thảo. Tiếng hát Châu Thanh Phường Hằng lần này sở dĩ được gọi là đặc biệt là chính nơi đây. Ngoài giọng ca ngọt ngào làm sao xuyến lòng người, Đôi Sơn Ca nghệ thuật lại thi thố trọn vẹn những nét ca diễn của mình trong những vở cải lương rút ngắn một thời danh tiếng. Những đoạn khúc ca kịch trăm vẻ ngàn màu chắc chắn sẽ gây thêm những xúc động khó quên và không thể thiếu trong lòng những khách tri âm, dù người đã yêu, người đang yêu và người chưa yêu. Mãnh liệt khi bão tố ào ào như sóng và trăm lăng xót xa, khi từ vối, khi cúi đầu, khi dò chính khúc, khi trao đuôi mày, tiếng như rầm rập mưa xa, trông như tiếng suối mới xa nửa vời. Và bây giờ xin được bắt đầu bằng ca kịch rút ngắn Tiếng Hạt Trong Trăng, tác giả Loan Thảo và Yên Ba, với Linh Dương. Ta tướng cúc thi đằng trên lưng một gói, tung trong gió lưng kim ma, về đây ta kiếm mân cừu với hận thù xưa khó quên. Xưa ăn cướp nay trang chú, tình thanh nay rất nhân từ, nhớ lại ngày xưa đớn đau. Quán sâu đêm thù sâu. Ôi cuộc đời, cuộc đời với những chơi kiêu, tiền bạc mua mạng người, mua cả luôn nhân nghĩa. Từ nơi quá khứ xa ta quy tìm con lạc lối. Con ơi, con ở đâu? Cha đi tìm con đây. Nàng kia, nàng biết ta là ai không? Ông ơi, ông đừng có hỏi tôi, tôi mù mà. Ông là ai? Tướng cướp thi đằng. Tướng cướp độc tí thi đằng. Phải, cô bé ơi, ta muốn cưới nàng. Không, ông ơi, tôi mù, tôi sợ lắm. Anh ơi, anh cướp, tôi lại ông, tôi lại ông. Đừng sợ, đừng lại lục. Lời buộc miệng trước một nhan sắc của bất kỳ gã đàn ông có máu đỏ cũng thế thôi. Ta tuy sống ngoài vòng pháp luật, nhưng chỉ tự mình đặt riêng luật cho mình. Đẹp, đẹp lắm. Nàng hãy đến đây, hãy đến đây với ta. Ta sẽ cưới nàng làm vợ. Kìa, sao nàng lại mỉm cười? Đừng cười lời ta đi vừa nói, nhìn kỹ đời quá hơn đầy giấy. Người hai người không còn tình nghĩa, từ trên đè xuống chẳng thương ai. Và nàng ta không bị mù mắt thì cũng đầy bao nhiêu mời đón. Nào mạng sốt vào miền cây, lòng mong tìm những trái tim yêu. Nàng ơi, nàng nghe ta nói nè. Nếu vậy thì giờ ta thay người cưới nàng về làm vợ Phương Sơn. Đời tôi đưa con hoang từ khi mới ra đời, ta tật nguyện từ khi ấu thơ.
mẹ nào nỡ đành lòng gì ham cuộc vui. Ngài ơi chính tôi đuổi mù côi cũng lạc lối, chứ cược đùa mà làm đau đớn lòng. Mẹ cha có người là loài lang sói hay sao nỡ đành đón lìa con của mình. Ông ơi theo lời dưỡng phụ tần y kể lại, tiếng nữ được nhận dưỡng nuôi như một bất ngờ không cõi nguồn, mà dĩ vãng lại mơ hồ như sương khói giữa cánh rừng núi. Quạnh hiu phụ tân tưởng đại yên tân vừa chôn thân, thấy bỗng trong một tối mưa bay cành lá rụng, sấm chớp bủa vang như trời long đất lở. Người chợt nghe trong gió tiếng ngựa hí lộng ở giang rừng. Và tiếng trẻ thơ khóc mãi không ngừng, lòng hiếu sinh người vội vàng đi đốt đuốc để đi tìm cứu người có nạn giữa mưa đêm. Bỗng đâu một con ngựa hồng chậm chậm đến bên yên, luôn miệng cất lên tiếng hí vang rền. Ngựa đã thả yên cương đưa trẻ trong tuổi già khóc tép giật mình, mà trên chiếc yên vàng vẫn không thấy bóng chàng kỵ sĩ. Đôi mắt đuôi bù, cha mẹ nàng ở đâu, sao nàng ở đây có một mình? Thưa đại vương, tôi ở đây chờ anh tôi. Anh em tôi sống với người cha quá bụa, nơi lạc thọ lâm nằm cạnh chân thác từ quê. Hỡi ơi, trọn đời ta sống với toàn bất hạnh, vì vàng ta để mất một cánh tay. 20 năm xa biệt vợ con, nghĩ mà chẳng thương cô gái non thơ là Hy Lạp. Mẹ xa cha từ khi cất lên tiếng khóc của con người. Ta làm tên tướng cướp tìm vợ con để đòi lại một món nợ đời. Giờ đi gặp nàng sao xuyến tâm can, thương cảm tình bừng thương bàng hoàng. Khi tối tâm giờ đây ta cưới, đừng xin giờ tôi đã là hứa tình cùng chồng. Độc tí thì đằng lưng danh thiên hạ, vẫn không thể gợi tình với một cô gái mù đuôi. Đại dương, hồn tôi chỉ còn có niềm đau quá khứ, chứ tôi không cần lòng thương hại của đại chẳng duyên. Sao chẳng cứu con để cho nàng mang thân tàn tật, cái khó ở đây phải chờ dám hy sinh. Tặng đôi mắt sáng cho mắt tao giờ dường như đại dương cũng có hoàn cảnh đau sầu. Phải 20 năm xa lạc vợ con ẩn tích mai danh, muốn trở về nơi ta gửi vợ con mà thăm. Nhưng có ngờ đâu cuộc đời dấu biển, có những đêm nhớ thương ẩn hiện
ta một mình phi ngựa giữa đêm sương, vắng nghe tiếng khóc trẻ thơ, tiếng mẹ hiền ru dòng đưa kéo kẹt. Rồi ta lần về nép mình bên vách lá, tạm giai trộm một thâm tình phụ tử, giữa tiếng giạc ăn đêm gợi dòng sầu, theo gió lòng bơ vơ thèm khát một thâm tình. Vợ con ta ở nơi đâu, ta muốn tức tốc về thăm lại vợ con mình. 20 năm dài cách xa không một lần gặp gỡ, biết nàng có còn vẹn vẻ như xưa, biết có còn nguyên vẻ đẹp buổi tiễn đưa, hay dốc liệu đã héo gầy vì sương gió, biết má còn thắm môi hồng còn nở đủ, hay năm tháng ôm trẻ nhớ thương nên tóc đã phai màu. Nào ai ngờ quán trái tương cùng, khi biết ra con mình má số phận mù đuối, thì đằng rửa thù xong kẻ thất hứa giết vợ bỏ con mình, người tìm đến thần ý xin hy sinh đôi mắt để ban ánh sáng cho xuyên lan, chỉ còn đợi đến chiều nay là bán mắt mở ra, xuyên lan sẽ thoát đời tắm tôi. Thơ ân nhân à, tiểu thơ đó à? Hả? À, vâng, giọng nói của ân nhân à, dường như nghe giọng nói của tôi, tiểu thơ nhớ giống như một người nào đó, có phải không? Không, không, không phải gì đâu. Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ thật là cao cả, sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ ngoại trừ cốt nhục tình tâm. À, thì ra tôi đã vô tình khơi lại nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn vùi ở chốn thâm sơn, vì tôi tưởng đâu chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà quay quanh, xin cho tiếng nữ được gió vui đầu, bởi duyên cớ nào người thương tương tâm thân tàn tật. Tìm đến nơi quan tịch mà dân đôi mắt ngọc vàng. Tiểu thơ đừng tìm hiểu nguồn gốc mọi hy sinh, cũng như cành mai khi xưa son trổ bông, đừng ai quá bận lòng hỏi sao trên cành không có lá điểm, đó là tâm sự của bông mai khi chúng muốn chào đời. Ôi mỗi sự hy sinh đều có ý nghĩa riêng rồi, nếu mà bằng lòng giải thích thì mất hẳn sự thanh cao. Thưa ân nhân, dẫu ân nhân chẳng bận tâm, tiện nữ chẳng da mép lời ân nhân bài to, nhưng mai này khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu, và những đêm thâu sương lớn bạc ngàn dâu, nhà ai tới
nước lập lòe đèn dưới lùng, nghĩa là lúc tiện nữ bước vào cuộc đời đầy ánh sáng thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên buồn. Tôi có riêng mặt trời ngập tràn trong tim, sống vui tâm tình riêng mình biết, nói sao nên lời ôi nghèo tiểu thơ đừng quan tâm. Rồi đây trong những khi chết bể mưa nguồn, khi tắt đèn tối lửa, ân nhân biết lấy ai mà san sẻ niềm yêu quạnh cô đơn. Mai kia mốt nọ biết ân nhân có còn ở lạc họ lắm, hay phải lưu lạc về nơi xứ lạ. Trọn đời tiện nữ biết có còn gặp gỡ, để có gì tiện bề lo đáp bà ơn dài. Quý hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi cũng yên lòng, để sống chờ ngày nhắm mắt, hà tất gì phải nghĩ tới nghĩa trọng ân sâu. Mai này dẫu chưa biết rằng tôi sẽ sống ra sao, nhưng thật sự tôi đã biết rằng mình đang sống, mình đang sống. Siêu Lan ơi, đất trời sông núi này có cây này đẹp lắm con ơi. Thưa ân nhân, tiện nữ vốn là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì sẽ dư dả ai. Nếu ân nhân bằng lòng cho phép sau này tiện nữ sẽ chọn một đứa con trai theo họ của ân nhân nói bề hương lửa, và trong những lúc âu yếm dặn dò con bảo nó, đôi mắt mẹ hiền giờ là của ông nội con cho. Tiểu thơ, như vậy sau này tôi sẽ có một đứa cháu nội phải không? Dạ. Không, không phải là cháu nội mà phải là cháu ngoại mới đúng chứ. Ôi cháu ngoại của tôi. Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiền nữ đã là ông ngoại của nó rồi. À, đồng tinh sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta cũng có công. Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình cho tiền nữ thì chẳng khác nào một đứng sanh thành. À, Xuyên Lan, như vậy đám cháu ngoại ta sau này sẽ có cả hai ông ngoại. Còn ta, ta cũng có thể hạnh diện nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nhưng nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con thì có một mà thôi, còn cháu tôi ôi cả bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dãi, tụi nó có tới hai ông ngoại. Chúng nói ông ngoại này quét mắt ông ngoại kia để cho má tôi thấy đường. Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng mừng rỡ. Mấy ân nghĩa cho bằng những lời con nói đó, con hãy lại gần đây cho cha gờ lên mái tóc. Ôi mái tóc của con tôi, giọt máu của ai rơi. Xuyên Lan, sông biển núi rừng đất trời đẹp lắm con ơi. Vậy mà tiếng nữ chẳng được hình dung từ khi mới chào đời.
nhìn đỉnh non tâm hồn con sẽ lâng lâng cao thượng, sẽ thèm cất bước lắng du khi thấy trường giang sóng cuộn. Và nhìn thấy từng đợt khói vợ con sẽ yêu mái ấm gia đình. Khi chuyện nữ bệnh lành rồi ân nhân sẽ về đâu nương trú, để tiếng nữ đích thân đón mời ân nhân giữ ngày đám cưới. Nghĩ tới ngày con du quy lòng cha rộn ràng vui sướng, chỉ cần cha được nghe tình là pháo nổ rộn rã trong tim. Xuyên Lan ơi, em đâu rồi? Tô Quynh ơi, em đây nè. Vô đây em nói Tô Quynh à, nghe. Tô Quynh đi đâu lâu quá, em ngồi nhớ mong đến thầm tiếng ta. Anh bận nhiều việc mới vừa xong, anh vội vã đến nơi này. Trước khi anh tới nơi đây, anh có ghé đâu không? Đó, anh ngập ngừng, tức không minh bạch. Anh có ghé đâu đó có phải không? Em thông minh, anh hạnh diện vô cùng. Anh có ghé dự tiệc ở Ly Gia Tàng, nhưng chỉ qua loa tham dự vội vàng. Đó, anh lại dối em rồi, có phải không? Hay quá vậy ta. Hay lắm hả? Em đoán mò thiệt là hay vậy đó nha. Tô Quynh biết tại sao không? Sao? Em để ý khi em hỏi câu hỏi đầu tiên thì Tô Quynh lung tung không trả lời cho em mau mắn. Rồi kể từ đó về sau là Tô Quynh nói là đề. Bởi vậy em chắc rằng buổi tiệc kia gặp Lý Tiểu Thư. Em thông minh làm anh hãnh diện, thật tình anh có gặp Lý Tiểu Thư, nhưng anh không có nói câu nào. Đó, anh lại dối nữa rồi, có phải không? Người ta là con gái nhà giàu, không hỏi chào sao đúng lễ nghi. À, chào hỏi qua loa vậy mà. Ơ kìa, Xuyên Lan. Dạ. Sao em băng mắt vậy? Chiều nay em mở băng mắt nè, em sẽ nhìn rõ Tô Quynh rồi đó. Phép màu nào để chữa bệnh cho em? Một ân nhân hy sinh khi em đôi mắt. Ân nhân ơi, ta vẫn ngồi đây, xin nghiêng mình cảm tạ. Hả? Độc tiết Thi Đằng. Hả? Tôi cứ Thi Đằng chào đi hả Tô Quynh? Đừng, Tô Tâm Sĩ. Thì ra Thi Đằng là... Trời ơi! Đúng giọng nói Thi Đằng rồi! Tô Quynh ơi! Tô Quynh! Xuyên Lan! Đừng! Con! Đừng gọi tôi là con! Tôi không phải là con ông! Phải! Con không kêu ba là cha bao giờ! Nhưng... Nhưng cha cho con đôi mắt! Ông làm vậy với tà tâm! Ông chẳng từng đòi cưới tôi đó sao? Con! Tôi không phải là con ông! Cha tôi là một chị lương y, chứ không phải là một tên cướp. Tôi trả đời mất cha nè. Xuyên Lan, Xuyên Lan, đừng con. Đôi mắt tôi sáng rồi, da đẹp quá, da hồng màu đỏ nè. Giờ qua tối tâm, đời như gấm qua. Giờ đây sáng tươi mong đã lỡ qua giặc nhiều chân mưa khắp đời ta. Hỡi anh ơi tình hồn tươi, kìa mây trắng xanh, kìa quả tắm tươi trong sáng tươi đời vui. Hỡi anh tình mình tươi thắm màu, đời em sáng tươi.
có người đời hồng tươi. Người ngồi kia ân nhân cho mắt tôi sao nghe nấc thang trong lòng đắng cay. Xin ai chớ khổ tâm bởi vì nặng lòng tình thắm sâu. Đời cường sơn ta sống đau thương, giờ tàn đời ta, ta vui sung sướng hy sinh. Xin hãy yên tâm mà sống vui. Ôi đôi mắt của tôi sáng thương, một người là cường sơn rồi làm sao tôi sống yên vương. Qua đau thương. Đứng lại đó, đừng bước tới gần tôi. Vâng, tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Ôi khoảng trống này thật chẳng mấy xa xôi, cũng thăm thầm trường thành giao lý. Ôi đường mật nào ốt trong lời xua đuổi ấy mà suốt đời tôi ao được nghe. Tô Trang Sĩ, đây là tất lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với xuyên lan quả của tình sâu nghĩa nặng, thì tôi mong mọi núi kia không phai màu ước hẹn, mỗi từng trăng trăng dần thâm mà thầy. Còn riêng ta mang một tâm sự não này. Thi Đằng, trong chuyện này còn có ẩn tình gì? Có ai hiểu được niềm vui cùng bạch suối ngầm chảy dưới đất sâu? Cũng như chúng ta mỗi người có thể mang một tâm sự mà không thốt được nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cứu mang cho trọn kiếp con người. Thôi, đã là tâm sự thì ta không dám vô lễ tò mò thêm nữa. Và lại, đối với Xuyên Lan, người còn là một ân nhân. Không phải là ân nhân. Không phải là ân nhân đâu, mà là bổn phận của người của người đối với người bất hạnh. Tuy mới hai lần gặp gỡ, chỉ có hai lần gặp gỡ mà ta thấy thương mến Xuyên Lan. Ta thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột nên ta phải hy sinh cho đời nó tìm được niềm vui trong cuộc sống là ta đã vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư, tình cảm riêng tư mà không ai biết rõ nguyên nhân, cũng như ai hiểu được vì sao loài mai rụng lá trơ cành mỗi lần kết nụ đốm hoa. Con gái cục ta giết Lý phu nhân là ai? Là ta. Khốn nạn, vợ chồng trang chủ thì ân vô đức khắp nơi xa gần đều biết tiếng. Lý phu nhân tội gì mà nhà ngươi giết? Tội yêu chồng và giết chồng, yêu chồng cũ âm mưu giết chồng mới. Tội không giữ chữ tín với thủ hạ, vì ngày xưa trang chủ Lý Bình Thanh làm nghề cường sơn đạo tặc,
hắn đã cướp vợ của thần y ở tại chợ Y Đô. Về với Lý Bình Thanh, nàng vẫn mang riêng lòng thù hận, nên mới bỏ vàng len nhờ ta để giết Lý Bình Thanh. Suốt đời vợ con khổ nghèo, ta nhận việc sát nhân. Ta rình hẳn dưới chân đồi Bạch Mã, dưới ngọn suối Con. Hắn toàn hám dâm, một người thiếu phụ đang giặt lụa. Giữ viện kiên trinh, nàng bèn cắn lưỡi quyến sinh. Lúc hắn cởi chiếc cao da, đắp thấy nàng ta mới xông ra. Nhưng cũng bởi bất tài nên bị hắn chặt một cánh tay. Thi rằng lúc ấy có phải nhằm ngày Đinh Hợi, tiết lập đông. Đúng là kiến bính dần vào năm Quý Tỵ. Ủa sao anh hùng lại nhớ rõ ngày thảm nạn năm xưa? Ta nhớ rõ lúc đó chỉ có ta, Bình Thanh và thiếu phụ. Nàng là vợ ta xưa đã bị Lý Bình Thanh cưỡng dâm tuyệt mạng. À, nào có ngờ đâu những người chung cuộc lại gặp nhau. Cao xanh ơi, sắp bài ghi cảnh tình cái nghiệp. Ta có ngờ đâu kẻ thù mà ta tìm kiếm ngốc ai mới năm để rửa sạch nỗi hờn quang cho người vợ kiên trinh nhẹ hồn siêu thoát lại là trang chủ Lý Bình Thanh, một người đã nổi danh là Đức Đồ Nhân Từ. Lý Bình Thanh, ta phải giết mi để rửa sạch tư cừu. Trời ơi, kẻ thù giết vợ ta mà ta đã hai lần cứu mạng, và đã mấy lần nâng chén tâm sự chút cao. Thì ra nó mưu dây ngẫu kết giao, nếu không có xuyên lăng thì ta đã xa vào lưới rập. Hiền thế ơi, ta thề phải giết chết tên ác tặc, để cho hồn nàng được vui cười siêu thoát. Lý Bình Thanh, mày phải chết. Tráng sĩ, lúc nãy khi biết tôi giết Lý phu nhân là tráng sĩ tuốt khuôn ra, như muốn giết tôi để trả thù cho Lý gia trang, mà tráng sĩ không cần tìm hiểu tận tường. Hành động của tôi do một nguyên nhân nào rồi bây giờ đã rõ tư tưởng. Tráng sĩ đòi giết Lý Bình Thanh, thì ra trước một việc bàng quan, người ta về làm kẻ hùng anh. Lý Bình Thanh giết vợ ta rồi, phu nhân là kẻ vô can. À, với tô trắng xì, phu nhân là kẻ vô tội vô tình, nhưng riêng đối với thi đằng phu nhân vô tội được sao? Nhưng ta muốn biết Lý phu nhân đã có tội gì? Tội âm mưu giết chồng tôi, bỏ con thất tính với thủ hạ 20 năm nay mang nặng một mối thâm thù. Còn ta cũng đăng đặng 20 năm mang một nỗi ưu hoài. Lý phu nhân đã hứa bảo bọc vợ con ta, lại để vợ ta chết, còn đứa con 3 tháng mang bỏ vào vùng rừng núi xa xôi. Trong tôi giáo trên lưng ngựa giữa đêm mưa, con ta đã khóc thét, may con người tìm cứu sống. Nhưng cuộc sống con ta chẳng may không nguyên vẹn, nay nó đã trưởng thành nhưng phải chịu mù đuôi. Trời ơi, chị là ta đã hiểu. Ôi, thân hạnh thay
trễ 3 phút này. Chiều nay đông tạch thần y tiên sinh về, xin phiền tráng sĩ và tiểu thơ nói lại, tôi gửi lời cáo biệt thần y và siêu lang tiểu thơ. Không cha, cha ơi cha đừng đi, khi cha sanh con để cho người ta nuôi dưỡng, nhưng giờ đây con đã hiểu vì sao cha còn hy sinh cho con đôi mắt này. Ân tình của cha sâu nặng lắm, cha đừng bỏ con sống lại những ngày tháng em mà nơi đây với một kẻ không cội nguồn. Dị dạng mơ hồ như sương khói, con sống già lớn lên bằng tình thương ruột thịt dai mượn của người dân. Thà rằng không biết thì thôi, để con có thể yên tâm, nơi núi rừng này là nơi con sống, gửi thịt chết gửi xương bên cạnh những người xa lạ mà con tin là quyết nhục thâm tình. Xuyên Lan, Xuyên Lan cô của ta, Xuyên Lan, Xuyên Lan ơi, đất trời núi rừng này chiều nay đẹp lắm phải không con? Quân vị sắp xếp vua ba, đêm nay quân ta sẽ công thành. Nhưng tôi khi tới thì không biết ai sẽ là quân mình. Phạm lại tôi, phù sai đi, tướng thật lòng ta mong chưa ai thắng. Vừa xa trường sông qua phù sai, đã một thời ba vương đường dành. Chốn cung và bay thế số lô, chốn xa trường chiến công lần vàng. Chiến thi chiến càng hùng mạnh, quang cơm trường xa tiên ngô thường lần ngô vương. Ôi giá thương vô cùng nàng tay đi giờ ôi đèn thương chờ. Trời ơi quân gì thăng, công tay thi đã trộn, nhưng còn tình như cù sâu. Rồi phạm thiếu ba, tay thi sự sao đây? Giữa xa trường như nguy như máu, chỉ tung quanh nhớ thương hồng nhạc. Nếu không lòng bay thi cuốn chi, ước mơ gì mong mới thành công. Thắng ai thắng xuyên mình đau, giờ nơi trường xa chấp rung dương giờ trong ai. Ôi phân son nhạc màu nàng tay bây giờ đang mong chờ. Nhớ thương đang chờ tương phùng. Tây thi ơi 17 năm gây việc đem thân ngà ngọc vào ngô cung thi hành quốc kế. Tình nước tình yêu tình quân phu tất cả đều rộng sâu như bể. Quân diệt đã công thành như sóng tràn thác lũ, đại mưa sắp thành quân công sắp đoạt. Mà giấc mơ hồi hương với ta giờ đây sao nguôi, lạnh như một đống tro tàn. Vũ tu đài ơi, từng bước tay thi được bọc gấm nhung rêu vàng. Tây thi như tưởng rung lòng cảm kích, vì tham tiếc vàng son hay rung động tình yêu. Rồi hôm nay bước vinh quang chiến thắng kề bên, Tây thi lại đau đớn giờ hoàn thành sứ mệnh. Ngoảnh nhìn lại non sông quân dân nước Việt, chỉ một đêm nay thôi sẽ lấp cạn sông Hồ. Tây thi quân phu, kìa tần quân phu đã tỏ thương. Tây thi ơi máu lon da trụ chịu trùng vậy ta đến đây.
cô Tô Thành. Đổ nát điêu tàn còn chi đâu lừa một bá vương, đạp trên xác vật ta tìm gặp nhau mạnh khắc thôi. Tây Thủy Vương Dương ơi, trở lại làm gì? Tây Thủy Vương Dương phía sau quân Việt họ reo tiếng đến đây. Tây Thủy ơi, cơ nghiệp của Ngô Bang đã theo cô Tô Thành tan tành trong biển lửa phù say, này còn sống làm chi nữa? Tây Thủy ơi, đây là lần tao ngộ sao cùng. Ngoài kia trùng đẹp vương reo khói lửa bịt mùng, mấy vạn tinh binh nơi chiến trường phơi xác, cô Tô Thành gạch đổ ngói tan. Nghe lửa reo như tiếng khóc vạn hồn quán, trong tiếng gió có lời quan than ngủ tự tư tư phù. Phù sai này xe vùi thân cùng các bụi tay thi ơi, mau rời khỏi nơi này. Vương Dương, Vương Dương hãy rời khỏi nơi này, hãy bảo trọng lấy tâm để chờ cơ hội phục hồi nghiệp cũ, thì thần đắc tội vô cùng. Không, Tây Thủy ơi, nàng không có tội gì hết. Ta là vua đã từng lưng chánh anh hùng phát chiến, nay cơ nghiệp Ngô Bang điêu tàn trong biển lửa là tội của ta. Vương Dương, chứ đâu phải là tội của Tây Thủy. Tây Thủy, nàng hãy rót rót cho ta chung rượu nữa để nung thêm chi khí. Ta sẽ một lần xuống trận tung hoành, đem công nghiệp anh hùng về đây dâng tặng Tây Thi. Vương Dương, Tây Thi đừng khóc. Tây Thi, nước mắt nàng đã rơi qua trong chung rượu. Ngọt ngào, ngọt ngào lắm Tây Thi ơi. Tiếng quân thù rơi vang hơn quang, sông muôn trùng ngô binh gầm vàng. Nhập men nồng Tây Thi sâu rọt, quy khuôn tung quanh xa chi tồn dòng. Mắt nhìn mắt tuôn dòng châu, quanh hương trường xa chi ngàn lừng thăm danh. Ôi đớn đau vô cùng tội Tây Thủy, giờ xin chờ gia hân. Không, tại sao ta phải giết nàng? Không, ta không thể giết nàng, vì mười mấy năm nàng đã cùng ta ai ân cùng sơ. Lòng một bá vương đã từng nâng niu bước ngà giáng ngọc, làm sao ta lại vô tâm giết nàng vô tội cho đành. Ta Ngô Phù Say, một vị vua lẫy lừng mộng ba vương, nay đã bất tài làm mất Ngô Bang suy tàn cơ nghiệp. Tình ta dâng tặng Tây Thủy, ta nhận trọn phần trách nhiệm, sao lại đổ tội cho nụ cười xé lỗ làm đổ nước Yên Thành. Tây Thủy, Tây Thủy ơi, tai ta không còn nghe tiếng quân reo, mắt ta không còn có thấy cảnh điêu tàn đổ nát. Ta như đắm chìm trong tranh thanh xuân mát, và mơ hồ nghe liêu rít tiếng chim ca. Tây Thủy, không có phụ sai bên cạnh anh, hãy ra nhìn về một nhan sắc tiên kim. Tây Thủy, trong vòng tay của nàng ta bình yên như đi vào thiên cổ. Tây Thủy,
tay kia nhìn nhìn biển tay quân gia thôi hả thơ rồi còn chi nữa đâu tình như khói sương bơi đâu bạc phần hồng nhan tình chết theo dưới ngô phù sai đường hôm đưa tiễn giữa tiếng quân reo vượt muôn ngàn nguy hiểm dục gió câu tìm gặp tay thi khi trận chiến chưa tàn mười mấy năm nhớ thương chờ tương hội một lần đường từ Việt sang Ngô nhớ thương thu ngăn chỉ một lớp đường thành sao thăm thẳm mù xa cúi rạp mình trên chiến mã phi mau đạp sát quân binh vượt tường cao chân chờ nhìn cô tô chập chờn trong binh lửa mà lòng thầm lo sợ gương giao vô tình không tiếc ngọc thương hương phải chăng tiếng của nàng gọi ta trong gió thần mã ơi hãy mau ta kịp đến nơi tây thi ơi hãy gắng đợi gắng chờ khoảnh khắc nữa thôi chúng mình tương ngộ mười mấy năm dài nhớ thương chờ đợi nhìn dòng nước tiễn đường dời dời tôi xa ta tưởng như nàng đang soi bóng nước thái hồ ta giận mình không là căn ở cô tô để đêm đêm dỗ giấc người mình yêu quý kìa lửa lửa đã vươn lên trên cô tô đài cao vút biết ta có còn đến kịp hay không chiến mã ơi hãy lao thân vào lửa đỏ băng hào vượt lũy cho ta gặp nàng tây thi tây thi kìa thiếu ma tây thi không đại ca quên đi đại ca cô bé hãy ăn lộc đại ca đến đây vừa kịp lúc kìa lửa đã bốc cao gỗ tô đài là nghĩa ngã tây thi ơi ta sẽ đưa nàng thoát khỏi vòng nguy hiểm dừng lại đó phạm đại ca tây thi tây thi xin thiếu ma đường tình nay lơ tình xưa trước lòng lưu luyến như xưa có quên qua tàn tạ rồi xin hãy quên nơi ơi chàng làm sao quên với bao ngày mong nhớ sầu thương nước yên tình sao chàng còn gì đại ca ơi tây thi
sợ lại đây cùng với cô tô vùi thân trong biển lửa. Mười mấy năm bên tiền đường vẫn một lòng nhớ thương, dần trăng cũ nhưng trăng ở cô tô tròn khuyết đã bao lần. Đại ca ơi xin chớ bần lòng, có xa gì một cành hoa trong biển lửa mà khắp anh hùng phải vào hiểm sao. Phạm đại ca hãy về đi, đừng bận tâm đến Tây Thi làm chi nữa. Qua đã tàn để qua rơi theo gió, đừng nhặt qua dưới đất chế hương quý mùa. Tây Thi, Tây Thi ơi, mười mấy năm qua đôi với ta vẫn một lòng thương nhớ. Tây Thi vẫn là Tây Thi của ngày xưa, vẫn là cô bé giặt lúa ở Trữ La làm ngỡ ngẩn lòng người, làm ngơ ngẩn lòng của đại ca một chiều nào lòng buông tay không. Những Tây Thi bây giờ không còn là Tây Thi của ngày xưa. Cánh hoa thương ấy đã dang dài sương gió. Trong lòng em, đại ca vẫn là người quân tử, là cố thủ dương tàn che nắng che mưa. Những Tây Thi giờ không còn xứng đáng với đại ca. Xin đại ca đừng đem lòng về với nước hồ cùng đất nước, gặp lại tình thêm thẹn với tình. Đại tới dòng nước ngày xưa đã xa mấy tiền đường, chân trăng hẹn không về soi bến cũ. Lần tái hội này xem như mình vĩnh biệt tình, khi ngộ của người xin hẹn tiếp lại sinh. Tây Thi, hãy xem chuyện đã qua như giấc mộng. Cơn mưa xuân đem dòng nước cũ về lại với tiền đường, và trong lòng đại ca còn sáng mãi một dần trăng. Tây Thi ơi, anh sẽ đưa em về bến mong, hãy đợi đại ca. Đại ca, đại ca hãy dừng lại đó. Đại ca bước thêm bước nữa, em sẽ quỳ mình trước mặt đại ca. Tây Thi, gửi buồn đời nhi nữ nhan sắc, phân son đành phai vô tình làng. Tháng năm dài xe sắc thương nhớ, chiến dinh tàn nở đau tự ly. Nhớ nhau chỉ trong mộng thôi, làm sao tròn trứng dâu yêu đành phụ tình nhau. Ôi ơi ơi, nát lòng cùng nhau thương ngô sao đành đoán tình. Đại ca, Tây Thi này không còn con đường nào khác hơn cái chết. Ra đi vì nước em đã quên rồi nở nước. Đại ca vẫn trọn tình mà em đã phụ tình. Với Ngô phụ sai, em đã tiếp tay làm tiểu tan cơ nghiệp của chồng. Em không thể đem tâm thân quen Ngô này về với đại ca để đáp ba lòng trời bế. Xin đem cái chết này để đền đáp những tâm tình tri ngộ. Xin thương về phương Nam, một lại này ta tối cùng đất chi. Một lại này đáp tình của đại ca, và một lại này xin gửi phù sa. Quân Dương ơi xin chờ thần thiết, chính biệt đại ca danh bé. Tây Thi, Tây Thi, nàng đã vùi thấy trong biển lửa thì lòng của đại ca cũng sụp đổ với cô tô. Tây Thi ơi, em đã về với cõi thiên thu, thì kể từ bấy giờ cho đến ngàn sau,
sẽ không còn ai gặp đại ca nữa. Gửi thanh danh cho biển lửa, tả công hầu cho gạch ngói của cô Tô. Xin từ tạ Việt Dương, xin giả biệt mọi người, hám lễ này xin vĩnh biệt. Điếu thiệt? Dạ. Trời ơi, còn đứng nói dạ nữa. Nàng hãy nghe ta hỏi. Dạ. Đã hứa gả cho bố này, tại sao nàng còn theo lão thái sư chứ hả? Ui da. Ui da. Bà tiếp quá nhẹ. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu Phượng Tiên chàng ơi. Ôi tình dương doán bàn mơ, duyên cơ đâu thay lệ trao đào, không nhớ câu trao gửi cùng nhau. Ôi khi phòng nhang đâm lì trần, sao người hùng không hiểu điều thiền. Sống nước qua xuôi dòng bèo bọt ngơ ngang, thương bố sao dòng tâm vô tình. Nàng vui tình cha bố, ôi thái sư. Dành dựng tình. Lỡ Phụng Tiên chàng ơi, nếu chàng hiểu rõ khi tái sư đem kiệu ngọc lên đây nói đón rước điêu thuyền về họp duyên của Lỡ Phụng Tiên, nghĩa tử còn biết phải làm sao đồng thái sư? Cả quyền chúa thượng sanh sát nắm trong tay, đã dụng tâm cố tình chiếm đoạt hương trinh nhan sắc điêu thuyền. Một kiếp cô dung sẽ ruột đành tâm lối tề dân nguyền, chàng đâu sợ nước mắt đau thương rất theo dấu ngựa chúa số tâm tình đi phó quý mạng quyên sinh. Nên đã mong chờ một lần gặp Lữ Phụng Tiên để được đem với tâm sự giải bài. Thôi đã tội nguyện sao buổi gặp mặt hôm nay thì mới được yên tâm liều mình trọn tình gieo. Còn nhớ ta là nghĩa tử của Đổng Cát hay sao? Trời ơi, Lữ ông hầu, sao chàng đành nói vậy? Sao chàng không chịu hiểu là hạnh phúc gì đâu khi kề cận vị quan già quyền uy mạnh mọn mà sức lực thì yếu. Thôi thôi, ánh mắt đẩy đưa lời nghe dịu ngọt, chớ không phải nàng nghĩ đến ngôi cao cực phẩm với quyền thái sư trùm phủ cả sang ngàn. Làm hầu thiếp cho thái sư nào kém dương phi mặt chuốt ngọc trao ngàn. Còn Lữ Phụng Tiên chỉ là một viên tướng trẻ, trẻ sức ân tình nhưng quyền thì tùy thuộc ở thái sư. Tài của ta thừa sức để cử đánh bạc sơn, nhưng quý thì không đủ lấn quyền thiên tư. Nàng so sánh đôi bên, một già một trẻ, làm vợ ông hầu hèn hơn tiểu thiếp của thái sư. Ôi, ai cơ đừng liệu mình đau
dối quyến sinh bỏ mình ta bơ vơ cô độc. Càng nghĩ càng suy càng giận cho loạn thần đóng cát, sao cướp đoạt tình con cho loạn nghĩa càng thương. Thoáng giữa ngọc kể hương mà hồn say ngây ngất là thường. Yêu thiền ơi đừng khóc nữa, ráng đợi ta sẽ vì nàng mà đoạn nghe cha con. Ta với thái sư vốn chỉ là người dân, vì chút nghĩa riêng mới xem như tình thâm phụ tử. Đừng khóc nữa yêu thiền ơi, anh hùng khí đoạn nước mắt dây nhân làm não già anh hùng. Mặt người tình như tơ trúc văn mạnh, ngài âm thầm trong mơ thương ai, đêm nhớ thương khó quên tình sâu. Đời anh hùng tài gieo thái sơn, quyết chiếm giai nhân về bên hối cung đời. Phụng tiếng ơi lời hại nhớ lấy lời, đừng bỏ tiếp mối mòn chờ đợi. Bên thái sư già tay sung vui mỏi, khóc giữa thân quê tàn éo một đời xuân. Dạ dạ bố 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 hãy cho nghịch tử giỏi cho nghịch tử dám cả gan giục dĩa mất gừng của cha mày sao hả bố? Bố chạy đâu cho thoát khỏi tay ta? Nó chạy mất rồi, mệt quá, mệt ơi là mệt. Tiêu Thuyền sao nè, dám thắng bộ ta khốn nạn. Thái sư quan cho biết lắm mà quan à. Rõ ràng ta thấy chẳng sai không lầm, nàng ngã trong vòng tay. Mơ sai chàng tiên quy bất hiếu nghi, còn có duyên cha mình. Kính lời tỏ với thái sư dung tình, lòng có thể dùng xếp gì nữa chứ. Dung tiên là nam nhi sức cứ sơn, em dưỡng tên thờ đào. Sự dài nhân thanh rơi tràn hùng mạnh, tình đến duyên nào sai. Ta tuy già nua đâu kém sức trai, đâu kém chi hùng mạnh. Nát lòng phần giới thái sư càng lời. Đừng nói nữa. Tương tiên lý nhân điều thuyền ta thi tha yêu nàng. Thái sư ơi xin đừng ác tính tư tưởng cổ nhân, bao cơ hệ giai nhân thương ngộ anh hùng là mẹ sai. Dù sao tiền thiếp còn phải như có cương thường, đạo lý về với thái sư đối với phụng tiên điêu thuyền coi như là nghĩa mẫu, sao lại có thể trơ chiêu đem lòng muôn thú mà dở trò đổi lộ thai lê cho miễn thế dèm pha di xu đến muôn đời. Ai cơ chính mắt
ta đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Thái sư chỉ thấy mà thái sư chưa hiểu. Còn hiểu gì nữa, khi điêu thuyền nằm trong tay của Lữ Phụng Tiên chứ. Thái sư có hiểu rằng thiệt như thái sư dạo qua gieo Phụng Tiên tới buông lời bướm mong cất nhà. Ánh mắt đam mê cuồng dòng sức anh hùng, thi quyết tự trầm mình Phụng Tiên ôm ngang đưa vương dùng. Thật vậy sao? Nếu mà thái sư không tin tìm thiếp, thôi để thiếp chết, thiếp chết cho thái sư về già. Ai cơ ơi nàng, hãy nói ngờ đi, nói cho thật cho xuống những ý tình vô lương của thằng con nuôi bất hiếu. Đừng ngập ngừng cho ta không nghi nàng nói dối thiếu sức trẻ. Nhưng thái sư quyền tùm thiên tự đủ kiếm cho nàng viện phí chung không đổi giá thay lòng. Đau lắm ai cơ ơi khi nghĩ thằng bố đẹp trai còn là một trang dự tướng anh hùng. Thế có thể dư tình mẫu tử với trang danh tướng, chứ sao lại sai tình ân ái già đạp nhân lương. Ôi lời ngọt em ru ta cũng muốn tin nàng, nhưng nhìn lại tóc râu ta đều đêm bạc. Nhìn lại nàng đang đổ xuống thì ngát hương khoe sắc, lòng ta cứ bàng hoàng e sợ chớ phù vong. Thái sư, nếu lòng thiếp mà như quả cam à? Sao? Thiếp xin lột vỏ ra cho thái sư đi nha. Còn lòng ta như quả vít, những cái nhọn sẽ đâm nhói tim gan. Hẳn từng tuổi này sao ta mới gặp nàng? Nếu lòng em dương tại, thề xin chứng tri có trời đất soi. Còn ta nếu không yêu nàng thà thì chẳng phải lo hơn đêm chi đớn đau thương. Ta thấy xin đường triều lòng luôn lưu dấu điêu thuyền ơi. Thân thiết như tơ đào vào vòng tay của nương tình ấy. Dấu cho biên phận không tin lòng này thôi. Thiếp xin quý thần chờ rồi. Đòi chết làm chi khiến cho lòng ta thêm bối rối. Mưu áp đạo thiên nhân trí gây khiếp quay tám còi sao giới. Tình yêu ta lại quá vụng về khờ dại chẳng yêu. Tình yêu đẹp ở những lời chưa nói thô bạo. Nghĩ năng sắp gây cánh hồ tan kéo ra cho cầm lon phim gái tơ chung. Ta hiểu cho dẫu cũng tim là trang mi màu anh hùng. Với cây phương tiên quả kích tài danh lừng vô địch, nhưng lòng tiếc ngọc thương qua chưa chắc đã hơn ta mà. Nhưng mà Lữ bố là con, còn thái sư lại là cha. Ý nàng muốn nói là còn đạo nhân luôn trung hiếu. Ai cơ ơi lời nàng Ngọc Châu, giờ đây ta đã hiểu. Đừng dội quyên sinh làm đau dục một thái sư già. Thái sư, nói vậy thái sư không còn nghi quan thiết nữa có phải không? Phải, ta đã hết nghi và ta yêu nàng lắm nàng ơi. Thái sư, coi kìa, thái sư nhai đầu làm đâu ướt hết gì kìa. Thái sư ơi, xin cháy xuống đầu hầm như cháy xuống ghen hơn tình yêu sống muôn năm. Trải qua gió giông tâm tình giờ này thì sáng trong trời thôi. Ai cười? Thái sư,
đang ngồi trong lòng ta mềm mâu yếm, bước sâu như là nàng đang sửa yêu thương. Thôi ơi nếu mai xa lìa thì lòng già nhói đau thiên ơi, phải chi giữa khi xuống thuyền thì tình này xứng danh tình yêu. Hãy xin ơi xin đừng nói những lời bao xót cơ để cho tiếc vui tròn câu phú sướng phù tùy. Nàng ơi yêu nàng ta thấy mùi trai tráng, nhưng còn chưa trường tương tiêu bài có kém dẫu ta da mặt da mai trắng râu bạc tóc, nhưng tim đã vẫn còn non.